236 Về người câu cá Về người câu cá thì có hai điểm sau đây Tô Đại Dương. Trước hết, người câu cá thường câu bằng cần câu. bậc hành giả cũng dùng trí tuệ là cần câu để câu lấy các sa môn quả. Thứ nữa, người câu cá chỉ dùng một chút ít mồi có thể câu được cá to. bậc hành giả cũng dứt bỏ chút ít vật chất thế gian mà câu được sa môn quả là những con cá rất vĩ đại, rất quý báu, rất cao thượng. Đại đức Rahula có thuyết: Bậc hành giả dứt bỏ sự lưu luyến thế gian sẽ đắc vô tướng giải thoát, không giải thoát, bốn đạo quả và sáu thần thông. 237 về thợ bào gỗ về thợ bào gỗ thì có hai điều sau đây. Một là, người thợ bào sau khi cưa gỗ theo đường mực, phải bào gỗ theo đường mực đã nảy ấy. bậc hành giả cũng phải làm như người thợ cưa, thợ bào gỗ ấy. Thực hành theo lời giáo huấn của Đức Thế Tôn là làm theo đường mực. Chân đứng trên mặt đất là giới, dùng tay nắm chắc cái bào là đức tin, bào theo đường chỉ là trí tuệ hai là trước khi bào người thợ dùng rìu đẽo bỏ phần giác phần gỗ xấu chỉ lựa phần tốt phần lõi của gỗ cũng vậy bậc hành giả phải lấy trí tuệ đẽo bỏ tà kiến cố chấp những phần giác bên ngoài chỉ lấy phần cốt lõi tinh túy của pháp tinh túy của giáo pháp chính là tam ấn vô thường khổ não vô ngã tương tự như vậy Đức Thế Tôn có thuyết, Sau khi đã quỷ trừ si mê và tà kiến, các ngươi còn cần phải quét dọn tất cả rác rến của phiền não để sống đời thuần tịnh, thành khiết của bậc sa môn. Phải luôn luôn tâm niệm mình là sa môn, không thể có hành động hay cử chỉ thấp hèn. Đừng nên thân cận với người xấu ác, chẳng phải là sa môn. Phải có chánh niệm để sống đời phạm hạnh xứng đáng. 238. Về người thợ gốm Người thở gớm khi nhồi nặng đất sét thường ngậm nước đầy miệng rồi từ từ phun ra. Khi đang ngậm nước, người thở gớm không thể mở lời, không thể nói chuyện được. Bậc hành giả khi đã ngậm đầy ba la mật, ngậm đầy pháp xuất thế gian rồi, thì không bao giờ khoe khoang nói ra những pháp mình đã thành tựu. Tại sao vậy? Vì lợi lộc thế gian, danh vọng thế gian và ngã chấp vị ấy đã tiêu trừ, không còn lý do gì để vị ấy phô trương chứng tỏ thế này thế kia với đời. Đức Chánh Đẳng Giác có thuyết, Người không ngậm nước sẽ nói chuyện giọng to, nhỏ đều được. Nhưng người đã ngậm nước đầy miệng thì không thể nói năng. Người nói nhiều, khoe khoang, nói ồn ào chính là người ngu. Người im lặng, ít nói hoặc không nói chính là người trí vì đã đầy giáo pháp trong miệng mình. 239. Về con quả Hai chi của con quả là như sau. Thứ nhất, con quả mỗi lần uống nước nó lấy cái mỏ như cái ống hút hút nước lên bậc hành giả tu tập phạm hạnh cũng y như thế phải dùng hướng tâm đúng chú ý đúng như cái ống hút để hút những phẩm tính cao thượng những thiện pháp thứ hai con quả hút nước là hút một lần thật nhiều không hút thêm lần hai nhưng không bị hộc nước bị sặc nước bao giờ bậc hành giả cũng vậy hút thật nhiều ân đức của phật ân đức của pháp ân đức của tăng rồi nhờ ân đức ấy bảo trợ để phát triển minh sát thấy rõ ngũ uẩn là vô thường để chứng đắc tuệ giác 240 về cái dù về cái dù thì có ba chi tâu đại dương thứ nhất cái dù thường dùng để che trên đầu, bậc hành giả cũng phải tu tập các pháp cao thượng để che tâm vậy. Thứ hai, cái dù thường bảo vệ cho cái đầu được mát mẻ, cũng vậy, bậc hành giả dùng phương pháp của trí tuệ, chú tâm đúng, tác ý đúng, hướng tâm đúng để bảo vệ cái tâm và thiện pháp của mình. Thứ ba, cái dù dùng để che nắng che mưa, cũng vậy, bậc hành giả phải ngăn che phiền não ba thứ lửa ngăn che các loại tà kiến và mọi tư tưởng độc hại đúng như đức pháp chủ có thuyết cái dù muốn che chắn tốt có bóng mát phải là dù không hư lũng gọng chắc chắn tương tự vậy người phật tử có dù tốt tức là giới trong sạch để che mưa tức phiền não che nắng tức là ba thứ lửa vậy 241 Về đám ruộng Về đám ruộng có ba chi như sau Đầu tiên, ruộng phải có mương để tát nước vào Bậc hành giả tu tập cũng như đám ruộng vậy Phải cần có mương nước, tức là pháp để thực hành Để dẫn nước vào trong đám ruộng của mình Tiếp đến, ruộng cần có bờ bảo vệ ruộng Lưu trữ nước để nuôi cây lúa bậc hành giả cần phải có giới làm bờ để giữ gìn bảo vệ sa môn pháp để nuôi bốn sa môn quả sau cùng nếu đám ruộng được chuẩn bị tốt thì khi gieo giống xuống sẽ gặt hái được nhiều càng gieo nhiều thì càng thu hoạch được nhiều hơn nữa đấy là điều hạnh phúc cho người chủ ruộng bậc hành giả cũng phải là đám ruộng được chuẩn bị tốt do có mương nước bờ nước Phần bón dần dần cho thí chủ gieo hạt giống lành sẽ được phước báo lớn lao đúng như đại đức Upali có thuyết bậc hành giả phải như đám ruộng tốt để các thí chủ gieo những hạt giống lành sẽ thu được kết quả viên mãn. 242 thuốc trị độc rắn thuốc trị độc rắn có hai tính dụng. Một là thuốc trị độc rắn không bao giờ để cho dòi bọ phát sanh lên được. Bậc hành giả tu tập phải như thuốc trị độc rắn vậy, đừng cho dòi bọ phiền não phát sanh. Hai là người bị rắn độc cắn, khi thoa thuốc trị độc rắn rồi, nọc độc, độc sẽ biến mất. Cũng vậy, hành giả tu tập minh sát khi đã có tuệ giác soi chiếu rồi, các độc tham, độc sân, độc si sẽ biến mất đúng như Phật ngôn. Muốn thấy sự thật của các hành, các trạng thái sinh diệt của Pháp, cần phải dứt trừ độc của rắn, ấy là phiền não. 243. Về vật thực Về vật thực, có ba điều cần phải nghiên cứu tàu đại dương. Thứ nhất, vật thực hằng nuôi mạng chúng sanh. Cũng vậy, bậc hành giả cần trợ giúp cho tất cả chúng sanh. Thứ hai, vật thật giúp cho chúng sanh có sức mạnh. Bậc hành giả cũng phải đem sức mạnh, tức là phước báo, đến cho chúng sanh. Thứ ba, vật thật là nơi mong cầu, là sự tìm kiếm của tất cả chúng sanh. Bởi vậy, Bậc Sa Môn phải có giới, pháp như thế nào để chúng sanh được nương nhờ. Đúng như Đức Mogaraja đã thuyết, vị tỳ khương phải quan hỷ ở trong phẩm mạo Sa Môn của mình hằng có giới đức và pháp hành đầy đủ để làm nơi nương tựa cho chúng sanh ở trên cõi đời này. 244. Về người bắn cung Đức vua Milan Đà nói Thưa Đại Đức, ví dụ thật là quá nhiều. Dường như trên thế gian có vật gì, có sự kiện nào, Đại Đức đều có thể lấy làm ví dụ, khả dĩ so sánh, đối chiếu với sa môn hạnh được cả. Bây giờ thời gian cũng đã phải lẽ. Đại Đức cho nghe thêm một ví dụ thật đầy đủ nữa thôi. Như thế cũng đã thỏa nguyện bình sinh lắm rồi. Tộc dân, vậy thì Đại Dương nghe thêm ví dụ về người bắn cung. Thưa dân, bắn cung thì có bốn chi điều như sau. Thứ nhất, trước khi bắn, người bắn cung phải đứng vững chắc hai chân trên đất giữ đầu gối đừng rung động, giữ thân đừng chào đảo. Hai tay nắm chắc cây cung, đưa lên ngang tay, kẹp mũi tên giữa hai ngón tay, nhắm một mắt, nhắm kỹ mục tiêu, với ý nghĩ rằng mình sắp sửa bắn. Cũng vậy, bậc hành giả có hai chân vững chắc là tinh tấn, đứng trên đất là giới, đầu gối và thân đừng rung động, nghĩa là tâm phải nhẫn nại, kiên định, Trú trong Pháp có sự thu thúc hướng đến mục tiêu là hướng tâm với trí tuệ có chánh niệm. Khi ấy, hành giả sẽ bắn trúng mục tiêu là phiền não. Thứ hai, mũi tên sẽ dĩ bắn trúng được mục tiêu một phần nhờ vào mũi tên thẳng. Bởi vậy, người thợ làm mũi tên phải làm một đoạn gỗ ngàm để uống mũi tên cho thẳng bậc hành giả cũng cần phải có khúc gỗ ngàm ấy tức là tứ niệm xứ để uống cái tâm công cho ngay thẳng thứ ba người thợ bắn cung phải để tâm vào chỗ ngắm chú ý vào chỗ ngắm tốt mục tiêu mới dễ đạt cũng vậy bậc hành giả phải quan sát chú ý để tâm thấy rõ vô thường chính là khổ là có bệnh là cục bướu là mục nhọt là kiết sử cột chặt ta ở trong luân hồi là điều tai hại đáng sợ hãi chẳng có gì trường tồn bất hoại vô ngã cũng thế nó không có tự tính chẳng có thể làm nơi nương nhờ là rỗng không là không thật hữu là sinh diệt vô thường vào vô ngã ấy là tính chất của pháp hữu vi nó hằng chuyển biến không cố định không kiên cố nó chỉ là duyên tạo thành, tràn đầy ma chướng. Chỉ có sanh, bệnh tật, đau ốm, già dạ nua, rồi chết chóc, dân dân. Tất cả chúng chỉ đưa đến buồn rầu, khóc than kể lễ, uất ức hờn giận, dân dân. Bậc hành giả phải quán thị như thế, lấy đó làm cơ sở hướng đến mục tiêu lìa khỏi tam giới, dứt trừ ái luyến để đi đến nơi giải thoát thứ tư nếu người bắn cung muốn trở thành một xạ thủ thiện xảo thì phải không ngớt tập luyện ngày đêm tháng này sang tháng nọ năm này qua năm khác bậc hành giả muốn đắc đạo quả tối thượng thì cũng phải quán sát tâm mình rèn luyện tâm mình mỗi thời mỗi khắc không thể lơ là đúng như đức pháp chủ xa lợi phất thuyết rằng người bắn cung hằng tập luyện đêm ngày công phu lao nhọc nhiều năm mới trở thành người bắn cung tài giỏi. Thành quả mà y đạt được, được đức vua hâm mộ, trọng thưởng xứng đáng, nào tài sản, ngựa xe, dần dần, thật không phải tự dưng mà có, phải trải qua thời gian tập luyện vậy. Các hàng Phật tử là hành giả đang tu tập, nếu mong thoát khổ, muốn được phần thưởng quả vị A-la-hán với những phẩm tính cao siêu, thì cũng phải đêm ngày quán xét thân tâm, rèn luyện thân tâm mình như người bắn cung vậy. Đấy là bốn điều về người bắn cung Tâu Đại Dương